Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Trong chương trình ngày hôm nay, xin kính mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý được khán giả gửi đến trong tuần. Mở đầu chương trình sẽ là một số clip phản ánh về giao thông. Thưa quý vị, những năm gần đây, ở huyện miền núi Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, bà con dân tộc Rackline có điều kiện mua sắm xe gắn máy, thế nên nhu cầu tham gia giao thông ngày càng tăng, tình hình trật tự an toàn giao thông trở nên phức tạp. Khán giả Phùng Anh Tuấn có số điện thoại 0963 3 số cuối 459 cho biết, một số thanh thiếu niên không có giấy phép lái xe, uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện. Đặc biệt nguy hiểm hơn, có người còn điều khiển mô tô, xe máy không có phanh. Thưa quý vị, cầu xuống cấp nhiều năm liền không được tu sửa, vì vậy hễ vào mùa mưa lũ hàng năm thì hộ dân lại thấp thỏm khi phải lưu thông qua. Đó là thực trạng đang xảy ra với cây cầu treo Ta Tiêu nối hai xã Phù Nam, huyện Văn Chấn và thị trấn Nông Trường, Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Khán giả Phạm Văn Huỳnh có số điện thoại 0167, 3 số cuối 027, người gửi clip này tới chương trình, rất mong chính quyền địa phương sẽ sớm tu sửa, nâng cấp lại cây cầu để việc lưu thông của người dân được an toàn hơn. Còn khán giả Lê Đức Tuấn có số điện thoại 0915, 3 số cuối 697 lại cho biết, thời gian qua, nhiều tiểu thương họp chợ trên quốc lộ 38 gây mất an toàn giao thông qua khu vực xã Ngọc Liên và xã Lương Điền thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Điều đáng lo ngại, đây là tuyến đường huyết mạch nên mật độ xe trọng tải lớn và xe khách qua lại rất đông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Còn tại Khánh Hòa, sau 3 năm được đầu tư mở rộng và nâng cấp, đường Châu Văn Liêm ở phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn la liệt những cột điện hạ thế, chiếu sáng nằm giữa lòng đường khiến cho người dân địa phương cũng như người tham gia giao thông mỗi khi mà đi xe qua con đường này đều cảm thấy ái ngại. Đây là phản ánh mà chương trình đã nhận được từ khán giả Vân Hằng, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa trong tuần vừa qua. Một clip phản ánh về giao thông đáng chú ý khác được phát trong tuần vừa qua là của khán giả Nguyễn Văn Hiếu từ số điện thoại 0976 3 số cuối 215. Anh Hiếu cho biết, mới đây tại tỉnh An Giang, dịch vụ đưa người say về nhà đã nhận được sự ủng hộ của người dân. Dịch vụ hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Khách có nhu cầu chỉ cần gọi điện báo địa điểm và số lượng người thì ngay lập tức sẽ có người đến trở về. Thuận lợi của dịch vụ là chỉ cần chi thêm 50% giá cước là xe của khách được đưa cùng về nhà, không phải nhờ người giữ và mất thời gian quay lại lấy xe. Và sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng điểm lại những clip đáng chú ý này. Anh Pi Năng Ún ở xã Phước Thắng, huyện Bắc Ái thường chở bạn gái đi câu cá. Đến quốc lộ 27B thuộc địa bàn xã Phước Tiến, huyện Bắc Ái, anh Pi Năng Ún bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ. Không những không có giấy tờ khi tham gia giao thông, điều nguy hiểm là xe của anh không có phanh. Phanh bánh sau đã được tháo ra, phanh trước thì mòn, không còn tác dụng. Nhưng anh Pi Năng Ún vẫn lái xe bình thường với tốc độ hơn 40 km/h. Bạn lái học chưa? Chưa. Còn tại sao xe mà không có cái thắng nào hết mà sao mà chạy? Chạy từ từ. Chạy từ từ thôi à? Dạ. Bây giờ công an bắt xử lý thì tính sao? Tôi không biết nữa. Hình ảnh được ghi lại tại cây cầu treo Ta Tiêu trong một ngày gần đây. Mặt cầu được làm bằng gỗ, nhiều chỗ đã mục nát và được chắp vá chẳng chịt. Có chỗ nhìn thấy dòng nước lũ cuồn cuộn phía bên dưới. Mỗi lần phương tiện cơ giới đi qua, mặt cầu lại rung lên bần bật. Không ít người, đặc biệt là người già và các em học sinh, phải dắt bộ xe qua cầu.
Suốt thời gian qua, nhiều người lưu thông trên quốc lộ 38 không khỏi bức xúc và dè chừng khi đi qua địa phận xã Ngọc Liên và xã Lương Điền thuộc huyện Cẩm Giàng. Bởi nơi đây xảy ra tình trạng, cứ vào giờ cao điểm là nhiều tiểu thương họp chợ giữa lòng đường gây nguy hiểm cho người và các phương tiện. Theo ghi nhận, nhiều tiểu thương đem các sạp hàng ra bày bán ngay trên đường để phục vụ nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân địa phương. Suốt cả đoạn đường dài, hai làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ bị các tiểu thương chiếm trọn. Người đi xe máy và xe đạp chỉ còn cách lấn sang làn đường dành cho xe ô tô, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Hàng chục cột điện hạ thế, chiếu sáng, nằm la liệt trên con đường Châu Văn Liêm. Có nhiều trụ còn nằm ngay giữa lòng đường. Một số nhà dân đã tận dụng cột điện để đem quần áo ra phơi ngay giữa đường, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Việc đi lại của người dân qua đây gặp không ít khó khăn khi phải né tránh hàng loạt cột điện. Các phương tiện từ nơi khác khi ôm cua vào con đường này thường bị giật mình và phải vội vàng né tránh hàng cột điện vô duyên này. Dạ, taxi 10 xe nha. Dạ, quán hay lúa anh. Dạ, cho em hỏi có chạy xe của anh về không ạ? Dạ rồi ạ, bên em tới liền ạ. Sau cuộc gọi yêu cầu của khách hàng, hai nhân viên lập tức lên xe đến điểm hẹn. Một người trực tiếp chở, người còn lại chạy xe khách về. Nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi cả khách và xe được đưa vào nhà an toàn. Đây chính là dịch vụ đưa người say về nhà của một hãng taxi tại An Giang. Thời gian hoạt động của dịch vụ này bắt đầu từ 18 giờ và thường kết thúc lúc 24 giờ mỗi đêm. Khách có nhu cầu chỉ cần gọi điện báo địa điểm, số lượng người, ngay lập tức hãng sẽ cử nhân viên đến trở về. Đặc biệt, cái hay của dịch vụ này là trên xe hiện luôn có đồng hồ báo km và giá tiền như taxi, thái độ phục vụ cũng khá nhã nhặn, lịch thiệp. Tiếp theo, xin được chuyển sang phần điểm những clip đáng chú ý về môi trường. Thưa quý vị, việc nuôi chim yến ngay tại khu dân cư đang ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt, sức khỏe của người dân khu phố chợ mới Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Quang Thiện, có số điện thoại 0907 3 số cuối 384, tình trạng này còn gây nguy cơ cao về việc lây nhiễm cúm gia cầm và lan ra cộng đồng vì không kiểm soát được dịch bệnh trên chim, cũng như là khoanh vùng được hoạt động của chim. Còn khán giả Nguyễn Quang Toàn có số điện thoại 0984 3 số cuối 458 cho biết, nhiều tháng qua, người dân sống tại chung cư Y-Home 3 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh rất lo lắng về một loại bụi lạ bao phủ khu chung cư này. Sự xuất hiện của bụi lạ không chỉ khiến cho môi trường khu chung cư trở nên ô nhiễm, mà theo người dân thì còn là nguyên nhân khiến rất nhiều người mắc bệnh lý hô hấp và làm cho những người có bệnh lý này từ trước ngày càng thêm nặng. Trong khi đó, đến nay thì kết quả phân tích của cơ quan tài nguyên môi trường vẫn chưa được xác định nguồn gốc của loại bụi này. Liên quan đến vấn đề môi trường, chương trình cũng nhận được một phản ánh tích cực từ khán giả Quang Huy có số điện thoại 0123 3 số cuối 927. Anh Huy cho biết khi nước lũ tràn vào các cánh đồng, những tồn dư, vỏ lọ, chai thuốc bảo vệ thực vật nằm sâu trong ruộng được nước lũ cuốn lên trôi lênh đênh trên cánh đồng ngập nước. Trước tình trạng trên, thì những lão nông ở xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã ra đồng vớt và thu gom các chai thuốc bảo vệ thực vật tập trung về hố xử lý, bảo vệ môi trường và đồng thời vệ sinh đồng ruộng cho mùa vụ tiếp theo. Và sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng một lần nữa với chúng tôi nhìn lại những clip đáng chú ý này. Thời gian gần đây, cuộc sống của các hộ dân đang sinh sống tại khu phố chợ mới Long Điền, huyện Long Điền liên tục bị ảnh hưởng
bởi việc nuôi chim yến của hộ gia đình ông Phạm Thế Luân ở địa chỉ số 14A, đường Dương Bạch Mai. Căn nhà được xây tường kín mít, trên tường chi chít lỗ thủng là nơi để yến bay ra, bay vào. Để thu hút, dẫn dụ chim yến, chủ hộ lắp đặt hệ thống âm thanh và mở suốt ngày đêm. Liên tục từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối mỗi ngày, tiếng kêu ríu rít, inh tai, nhức óc liên tục phát ra như tra tấn người dân. Đặc biệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người lớn tuổi và việc học tập của các cháu học sinh. Ngoài ra, thực trạng này còn phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực như ô nhiễm môi trường từ chất thải, nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng cuộc sống cộng đồng dân cư. Theo ghi nhận tại hiện trường, loại bụi lạ tại chung cư E-Home 3 rất mịn, có sợi mảnh như lông vải với độ dài 1-5mm, màu trắng bạc, dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường khi bám vào bề mặt các vật dụng tối màu như bàn ghế, khung ảnh. Người dân nghi ngờ đây là bụi vải xuất phát từ một công ty may mặc nằm sát chung cư. Sự xuất hiện của bụi lạ không chỉ khiến môi trường khu chung cư trở nên ô nhiễm, mà theo người dân, nó còn là nguyên nhân khiến nhiều người mắc bệnh lý hô hấp và làm cho những người có bệnh lý này từ trước ngày càng thêm nặng. Tại cánh đồng ngập sâu ở xã Thường Thới Tiền vừa xả lũ, hàng trăm vỏ chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật trôi nổi lềnh bềnh và tấp vào các đường nội đồng. Khi phát hiện tình trạng trên, ông Trần Văn Đẹp ở xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cùng với một lão nông trong xã đã đến vớt, thu gom toàn bộ vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đem về hố xử lý đúng quy định. Tôi trong khi xả lũ thì tôi thấy ba cái chai thuốc trừ sâu quá nhiều, là những cái chỗ mà không có hố rác rồi nó mới tập trung, nó tách vô theo bờ đê rồi cái nọ đó. Rồi anh em chúng tôi siêng năng để gom thu phản đó, thu để mà cho nó đỡ, cho nó sạch cái nguồn nước, rồi nó ra xong đó, rồi bà con uống nó khỏi có bị bệnh nữa. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số phản ánh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau hơn 10 năm triển khai, chính sách cử tuyển ngày càng bộc lộ nhiều bất cập, gây lãng phí tiền của nhà nước. Theo ghi nhận của khán giả Mai Ngọc Tuấn, từ số điện thoại 0124 3 số cuối 781, tại huyện Mù Căng Chải, Yên Bái, hàng loạt sinh viên cử tuyển ra trường không có việc làm hoặc là học một đằng làm một nẻo, đang trở thành gánh nặng cho cả người học, gia đình và chính quyền địa phương. Một clip đáng chú ý khác cũng đã được phát trong chương trình tuần qua là của khán giả Phạm Phong, có số điện thoại 0938 và số cuối 838. Anh Phong cho biết, mặc dù đã xây dựng khá khang trang và được đưa vào sử dụng từ hơn 2 năm nay, thế nhưng chợ Cát Bi mới nằm trên đường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng vẫn khá ẻo uột, ế ẩm khi mà hàng chục ký ốt tại đây không hoạt động, phải đóng cửa. Một trong những nguyên nhân khiến chợ ế ẩm là do thiết kế thiếu hợp lý, phân chia vị trí các loại hàng hóa không phù hợp. Thưa quý vị, thác Phiêng Ten chảy từ bản Phiêng Ten xuống thôn Lũng Khiêng, nằm trên một ngọn núi tại trung tâm xã Sinh Long, huyện vùng cao Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Nhìn từ xa thì thác như dải lụa trắng vắt trên ngọn núi. Xung quanh thác Phiêng Ten là hệ thống rừng nguyên sinh với rất nhiều loại cây, thú rừng nguy hiểm. Clip chia sẻ về địa danh đáng chú ý này đã được khán giả Hoàng Nam từ số điện thoại 0913 3 số cuối 463 gửi đến chương trình trong tuần vừa qua. Sau khi phát sóng trong chương trình tuần qua thì clip giới thiệu về bộ sưu tập hàng chục ngàn hiện vật, cổ vật quý hiếm của hầu hết các dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên của ông Tạ Quang Vũ, một người dân sinh sống tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý của khán giả truyền hình. Theo chia sẻ của khán giả Hoàng Nam từ số điện thoại 0913 3 số cuối 463, thì với ông Vũ, việc làm này nhằm lưu giữ nét văn hóa Tây Nguyên cho thế hệ sau. Thưa quý vị, bất kể điều kiện thời tiết mưa dông hay lạnh giá, trong nhiều năm qua, hình ảnh các thầy cô trường trung học cơ sở Tân Dân, tỉnh Hòa Bình đêm đêm xuống sông bắt cá để nuôi trò đã trở nên rất quen thuộc với học sinh cũng như người dân nơi đây.
chính sự tận tụy, tận tâm đó của các thầy cô mà đến năm học này nhà trường đã không còn em nào bỏ học. Clip đáng chú ý này đã được khán giả Huỳnh Huyền My có số điện thoại 0926 3 số cuối 716 chia sẻ cùng chương trình trong tuần vừa qua. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi lại những clip đáng chú ý kể trên. 7 năm trước, việc Lù A Hử ở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái được trúng tuyển trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội theo diện cử tuyển không chỉ là niềm vui mà còn là hy vọng cứu cánh cho ước mơ thoát nghèo của gia đình em. Vì vậy, A Hử quyết tâm rất lớn trong học tập. Khi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng khá mang về địa phương, A Hử những tưởng sẽ được bố trí việc làm ngay. Nhưng đến nay, sau hơn một năm, thì ước mơ đó gần như bị dập tắt. Cất tấm bằng nơi đáy tủ, nhưng điều mà A Hử và gia đình phải đối mặt không phải chỉ là thất nghiệp, mà là món nợ gần 100 triệu đồng đã vay mượn để chi trả trong suốt quá trình học tập. Cũng giống như A Hử, 30 triệu đồng là số tiền còn nợ ngân hàng mà Trang A Sàng ở xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái đang phải trả cho quá trình học cử tuyển ngành quản lý đất đai, trường Đại học Thái Nguyên của mình. Ra trường đã nhiều năm nhưng không được bố trí việc làm, gia đình lại nghèo nên để trả được khoản lãi hàng tháng, thậm chí mong muốn sinh con của vợ chồng A Sàng phải gác lại tận 3 năm. Cầm tấm bằng trong tay, nhưng hiện cả Lũ A Hử và Trang A Sàng đành phải trở về mưu sinh trên chính cánh đồng này, tiếp tục công việc chân lấm tay bùn để có kế sinh nhai và quan trọng hơn là tiếp tục trả khoản phí cho ước mơ của mình. Đây là hình ảnh mới được ghi lại tại chợ Cát Bi mới trên đường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Các ký ốt được xây dựng khá khang trang, sạch sẽ, nhưng chỉ có một vài ký ốt ở gần lối vào chợ mở cửa kinh doanh, còn lại phải đóng cửa hàng loạt suốt thời gian dài. Những tờ rơi giao bán cho thuê ký ốt dán khắp nơi, nhưng chẳng ai ngó ngàng. Những ngày đầu, các ký ốt có hoạt động, tuy nhiên, việc buôn bán ế ẩm, lỗ vốn nên phải đóng cửa. Một số được chuyển nhượng, cho thuê lại nhưng đều chịu chung số phận. Các chủ ký ốt ở đây đang lo lắng không thu hồi được số vốn bỏ ra khi đầu tư vào để mua và sửa sang ký ốt. Thác Phiêng Ten chảy từ bản Phiêng Ten xuống thôn Lũng Khiêng, nằm trên một ngọn núi tại trung tâm xã Sinh Long. Thác là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư tại thôn Lũng Khiêng, đồng thời cũng là nguồn cung cấp nước cho hệ thống thủy lợi phục vụ việc tưới tiêu cho cánh đồng dưới chân thác. Từ dưới chân thác lên đỉnh thác có nhiều tầng thác nhỏ, trong đó tầng thác cuối cùng có độ cao khoảng 30 mét. Dòng nước bạc chảy từ núi Đá Vôi đổ xuống thung lũng mát lạnh quanh năm. Nhìn từ xa, thác như dải lụa trắng vắt trên ngọn núi. Xung quanh thác Phiêng Ten là hệ thống rừng nguyên sinh với nhiều loại cây và thú rừng quý hiếm. Làng bản người Mông, người Dao dưới chân thác còn lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo. Đến đây, du khách có thể cùng hòa mình vào cuộc sống giản dị, chân thành của bà con các dân tộc. Ngoài ra, có thể khám phá trải nghiệm phong cảnh hoang sơ của mảnh đất vùng cao. Hy vọng trong thời gian tới, thác Phiêng Ten sẽ là điểm đến yêu thích của du khách thập phương. Đến với bộ sưu tập của ông Tạ Quang Vũ, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi biết ông đang sở hữu những đồ vật vô cùng đặc sắc, phong phú và đa dạng, phản ánh đầy đủ các hoạt động sinh hoạt, tập tục, tín ngưỡng, văn hóa nghệ thuật, mang đậm nét về đời sống vật chất tinh thần của người đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Giúp người xem có thể liên tưởng về một thời đại cổ xưa của một vùng đất huyền thoại. Bộ sưu tập của ông Vũ hiện được chia làm hai nội dung chính.
một phần nhằm giới thiệu các vật dụng phục vụ đời sống của cư dân bản địa Tây Nguyên như bộ gùi, trống, chiêng, giỏ tra hạt, chế rượu cần, lu đựng nước, tù và, bộ dụng cụ săn bắt của người Cò, Mạ, Churu, ED với trên 800 hiện vật. Phần còn lại là bộ sưu tập trên 1.200 bức ảnh được bố trí sắp xếp cụ thể về mặt thời gian, ghi lại những cuộc thi sắc đẹp, thi bắn nỏ, cày ruộng, giã gạo, cảnh ra đồng để lưu lại các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như các lễ hội, hoạt động sản xuất, vui chơi, giải trí của đồng bào dân tộc thiểu số. Bốn giờ sáng, khi học trò đã chìm vào giấc ngủ say, cũng là lúc thầy cô giáo trường trung học cơ sở Tân Dân gấp lại trang giáo án, ra sông làm ngư phủ, bắt cá nuôi học trò. Chỉ với một chiếc vó được nối một sợi dây thừng to bằng ngón chân cái vào hệ thống quay tời. Phía xung quanh được kết thành bè bởi những cây luồng. Thô sơ là vậy, nhưng suốt 6 năm qua, đêm nào các thầy cô cũng hai lần xuống sông Đà đánh cá để cải thiện bữa ăn cho học sinh. Các em học sinh thì cuộc sống xa nhà khó khăn, gia đình thì mỗi có thể là mỗi tuần gia đình chỉ chu cấp cho được bữa ăn đầu tuần thôi, xong rồi đến bữa ăn cứ hàng ngày là các em là không có cái thức ăn để ăn ấy, nên là nhiều cái là mình cũng có được những cái nguồn này mình kiếm được thì cũng về thêm thắp cho cái bữa ăn cho các em. Sông Đà mênh mông thăm thẳm, không phải cứ xuống sông là có thể bắt được cá mang về. Nhưng với mục tiêu chỉ khi đủ dinh dưỡng các em mới có sức khỏe để học tập, nên dù vất vả, thậm chí là nguy hiểm sông nước luôn rình rập, nhưng các thầy vẫn kiên trì với suy nghĩ ngày nọ bù ngày kia. Có những hôm là chúng tôi đi bắt thì lại đúng là trời giông bão, hoặc là có những hôm thì do cái điều kiện ở sông có sóng rất là to, nó ảnh hưởng sóng rất là to nên là nó chồng chành cái mái thuyền. Thành lập từ năm 2007, trường trung học cơ sở Tân Dân nằm heo hút trong vùng núi non hiểm trở. Học sinh của trường chủ yếu là con em dân tộc thiểu số. Vì thế bữa ăn nội trú không có gì ngoài mấy cọng rau rừng, ít mắm muối. Nhờ những mẻ cá các thầy đánh bắt được, nên bữa ăn của các em cũng được cải thiện nhiều hơn. Không chỉ dạy chữ, mà ở đây thầy cô còn giống như những người cha, người mẹ chăm lo, che chở cho các em cuộc sống thường nhật. Hiếm thế ở đâu, tình thầy trò lại gần gũi, đong đầy tình thương yêu đến vậy. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện theo số điện thoại của chương trình là 0904 88 1414. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.